sắp tới thằng bạn tôi nó mang một đống lựu tím về, nhưng cây nó to, cây nó cao lắm. Năm ngoái đây này, ở Văn Giang mình cũng có nhà nhà trồng cây lựu tím to này, xong rồi chiết ra xong rồi bán giống. Bán giống, nhưng mà thực sự là có một cái vấn đề là mọi người có cái ác cảm về các cái dòng quả tím. Ổi tím thì ăn rồi mà tôi thấy chả ngon. Nhãn tím thì tôi chưa ăn. Xoài tím, cái Thủy vừa lúc nãy hỏi cây nhãn tím với cả cây nhãn tím với xoài tím, và mình làm đéo có cây to à? Ở trong Phụng Công là có nhà có cây nựu tím này rồi, nhưng đắt lắm, đắt hơn cả hàng Trung Quốc. Thì đây là tất cả hàng Trung Quốc. Sắp tới con hàng gối rồi ôi kia nó mang một đống nựu tím về. Quả này thì phải ăn quả quả to cơ thì mới ấy được. Ăn quả 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 to ấy. Còn nhiều người thì tôi phải nói thật là nhiều người có cái ác cảm với cả hoa quả màu tím. Mặc dù là có thể cái tính của người ta ấy, người ta yêu sự yêu màu tím, ghét sự thủy chung, à ghét sự giả dối hay gì đấy, yêu màu tím. Nhưng mà nói thật ra là tôi cũng cảm nhận là mấy loại quả màu tím mình ăn, nhất là ổi tím mình ăn rồi, hoặc cũng có thể mình ăn lúc xanh, chả già cái mẹ rắn cốc. Còn các ông nào đã từng ăn những cái loại mà hoa hoa quả cây quả ấy, quả màu tím mà lạ rồi thì ông cho tôi cảm nhận. Còn cái liệu tím này thực sự là tôi chưa ăn, nhưng tôi chưa biết, tôi chỉ thấy nó lạ thôi. Còn lá thì vẫn là lá liệu. Còn nếu mà ở trong chuyên ngành mà nói thì phải thì mọi người mới phân biệt từ cái lá này này, từ cái lá liệu này này. Còn đặc tính của cái cây này thì quả nó màu tím. Còn các cái loại này quả nó bé, cho nên là ăn thì chắc chắn là nó không ra gì rồi. Nhưng mà không biết ở bên trong nó có tím nhỉ. Ơi, sắp tới con thằng ối rồi ôi nó mang một đống liệu tím to to về. Nói chung là đây quả sơ qua một điều thì cái mã của nó thì quả nó màu tím. Hoa thì vẫn hoa đỏ kìa. Còn để tôi xem bên trong nó có màu tím không. Đây những quả đây này. Em xem bên trong nó có màu tím không? Tôi cũng chưa biết là bên trong nó có màu gì. Thử thử từ quả héo ra nha. Thử từ quả héo. Ôi thối. Mẹ tiết kiệm để không phải vặt những quả này để làm mẫu, nhưng mà cuối cùng có lẽ vẫn phải vặt. Gia đình chỉ có còn có mấy cây này. Gia đình còn có mấy cây. Đéo biết có ra gì không. Đây quả này héo héo này. Mà những quả héo này đã bắt đầu ấy rồi. Trắng. Những quả này nó thối. Vặt những quả này thì phí. Những quả này nó héo này. Nó héo. Nó héo nó thối. Nhưng mà bọn này để cho người khác người ta ta chiêm ngưỡng. Bên trong thì nói chung là nó cũng trắng. Nhưng mà kiểu đi về nó hơi hơi bị long bầu. Không biết chất lượng quả như nào, nhưng phải đợi quả to. Đấy, về Việt Nam đây này, lựu tím đây này. Nó ăn cái quả lựu lựu to kia thì ăn nó ngon. Đây này còn có mấy quả, mấy cây. Nói chung là làm cảnh là được. Làm cảnh được. Đây nhận như quả này này là vặt là nó bị thối ở bên trong. Còn nếu mà quả tươi thì nó như này. Còn đây là cái nịu này, tí nữa cho xem. Quả quả nó đẹp. Quả đẹp không như nịu ta. Cái mã nó cũng rất đẹp. Tại vì là nó khó như này này, vặt đi, nhưng mà cái quả này nó cũng không 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 gì cả, nó cũng chả trong nó cũng chả kiểm tra được cái chất lượng quả. Xong rồi để đây để cho người khác người ta đến người ta nhìn thấy cây thì người ta biết. Biết cây như thế nào. Còn ở trên nông nghiệp này người ta chạy, ở trên nông nghiệp các bạn ấy chạy quảng cáo ghê lắm. Các bạn đã là gì? Trên nông nghiệp ấy. Các em hoặc là mọi người mà nó còn sản sinh ra những cái chiêu trò mà nó chạy quảng cáo lừa cơ. Những cái mà mình không dám làm chúng nó vẫn dám làm. Mua cây sala hay là cây nọ cây kia nó bán thành các cái loại này. Đến tôi bây giờ, nếu mà bây giờ mà kiểu nhiều người người ta tin mình ấy. Nhiều người như cái bạn Chiến Lê, bạn cứ hỏi mua cái liệu ai cập. Cái liệu đây này, nếu mà mua cái liệu này này. Nhưng mà mua liệu giống. Tôi còn bảo thứ nhất là nói thật ra là nó không đáng gì. Đấy, nó không đáng gì. Và mình nãy bây giờ có bán cho các bạn đi. Bán cho các bạn đi 100-200 cây, xong rồi lãi được 1 triệu, 2 triệu. Xong rồi cuối cùng mai sau người ta ra cái loại liệu mà quả ra trả ra cái gì thì tự nhiên mình vì 1 triệu, 2 triệu nó mất tiếng. Mất cái tiếng nói. Nhưng cái loại này ban đầu tôi cũng phê bình này. Nhưng mà cảm giác bên kia nó đóng hạ hàng. Đây là mình học tập được. Mà nó bao sống cho mình. Bao sống cho mình, chết nó lại bù. Chết nó lại gửi bù.
Đấy, chả biết là nó ấy như thế nào, nhưng mà thuốc thang, có thuốc thang gì không, nhưng mà mẹ cực kỳ giỏi. Một cái cây to như này, bầu như này thì với cây to như này không phải là bầu to. Bầu như này với cây to thì không phải là to đâu. Bầu mấy cây, cây gốc nó như thế này mà bầu như này không phải là bầu to đâu. Mà nó bao sống cho mình được. Chả biết nó có thuốc gì không. Xong rồi cái này là nó nẹp vào như này để tiện cẩu, tiện kiếc ấy, nó không xước vào cái thân này này. Nó nẹp như thế này. Đấy là các anh em phải học những cái hàng cây công trình ở bên Trung Quốc. Mẹ nó làm. Nó làm mà nó bao sống cho mình luôn. Các ông bảo là tôi nói thật tôi thấy ghê. Nhiều ông cứ bảo mua thì có bao sống không. Mẹ bao sống cho về, các ông toàn rắc muối mới thế nọ thế kia. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này là bên Trung Quốc nó bao sống cho mình. À, chết một nó đổi một. Có thể bên ấy nó rẻ quá các ông. Đấy các ông có thể sang đấy mà buôn. Nhưng mà giá về Việt Nam như này cũng rất rẻ. Một cây to như này mà mười mấy triệu. Người Việt Nam mình chắc là phải bán trăm. Có những người anh em ở trên trên Phụng Công mấy cả Công Luận mấy các thứ gì đây. Mới về tôi ấy. Mẹ toàn ít nhất cũng phải 30, mấy 50, mấy 100 triệu. Tôi nói thật 100 triệu. Thậm chí ông nào ngon là ngáo ngáo ngơ ngơ. Mẹ nó mang đến nhà nó trồng cho. Thế ông nó đòi tỷ bạc. Mà nó công nhận là bên đấy nó giỏi. Thứ nhất cây nó to như này. Cái bầu này mà so với cái cây này không phải là to. Mà nó bao sống được. Mà về đây này, kể cả để, kể cả ngoài kia kìa. Để đéo biết làm sao. Đây. Quả thì đây như như cái hai cái quả này nó khá là. Đây quả đây, quả bóc vào đây. Quả thiếu gì? Quả ở ngoài kia cũng thế này. Đây này, ví dụ hai quả này đẹp này. Đây này. Hai quả này cũng rất là đẹp. Nhiều lắm. Mà công nhận bọn này, công nhận bọn này nó giỏi. Ô quên phóng, phóng cái màn hình nó to lên xong không phóng lại. Công nhận giỏi. Đấy là cái mà anh em ở đây là phải phải xem xét thế nào. Chả cây mẹ nào chết. Vất đầy. Đéo chết được. Giỏi thật.